Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dán sticker trở về thời đại cổ trang nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ có hai cô công chúa như thế này nha. Một cô công chúa này là thời triều đại nhà Thanh hay là nhà Minh gì mình không biết nè. Còn cái công chúa này là triều đại Mãn Thanh nè các bạn ơi. Mình thấy cái đầu búi búi ở sao như vậy là triều đại Mãn Thanh nha. Mình sẽ chọn trang phục triều đại Mãn Thanh cho bạn này trước nha. Đây. Đây rồi. Cái trang phục triều đại Mãn Thanh này giống như trong cái phim Hoàng Châu Công Chúa vậy các bạn. Mình sẽ gỡ cái váy này ra nha. Đó. Giờ mình sẽ ướm vào cho cô gái triều đại Mãn Thanh này mặc coi có vừa hay không đi nữa nè. Ô la la, rất là hợp luôn, vừa y luôn các bạn ơi. Wow, đẹp quá, đúng là triều đại Mãn Thanh luôn nè. Này giống Hoàng Châu cắt cắt cho các bạn. Khoan, chờ khoảng chừng là 2 giây. Còn cái vương miện nữa. Còn cái vương miện nó mới giống. Cái này khó gỡ nha. Ôi. Đây, đội lên đây. Đây rồi. Wow, Hoàng Châu cách cách tới. Rất là đẹp các bạn ơi, đây. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm váy cho cái bạn này nha. Mình đây. Hai cái tay bạn này đây, đây đây rồi. Sẽ mặc một cái bộ trang phục màu hồng nha. Này là triều đại gì mình cũng không biết nữa. Này chắc là công chúa gì đây ta. Này chắc là Võ Mị Nương quá các bạn. Này là chắc Võ Mị Nương. Đây. Wow. Cuối cùng mình đã mặc xong trang phục cho hai triều đại của hai cô công chúa rồi các bạn ơi. Bye.